Em còn nhớ cái cát xê đầu tiên mà bọn em được nhận là bao nhiêu tiền? Chắc em nhớ là chắc là 50.000 một người. 50.000 một người. Em đi học chắc được ngày đúng không? Ngày hôm sau rồi là em đã suy nghĩ trong đầu là chắc chắn là em phải lén học ở cái lớp học nhảy kia rồi. Em nói dối mẹ chắc tầm khoảng 3 tháng thì là em tự lấy cái tiền học võ đó em đi đóng cái tiền học nhảy luôn. Đến một lúc thì mẹ phát hiện là tại sao mà đi học võ mà người mình nó bầm bẫy không có một cái gì gọi là vết chày xước. Em không thấy đường. Em nghĩ trời nó đang đi trước mình kìa, thì mình cứ giống như là một cái gọi là đội hình đấy anh. Rồi em đi theo mà nó không di chuyển. Cái em mới la lên sân khấu, di chuyển đi má. Em la lên như vậy luôn mà em không nhớ đó là bạn ca sĩ chứ không phải là Vũ Công. Rồi em cám dỗ pha thôi chứ. Ồ vậy hả? Wow. Nó giỡn chứ. Em cám dỗ các bạn Vũ Công mà em cám dỗ các bạn Vũ Công có chung đam mê với em. Chào mừng quý vị khán giả một lần nữa đến với chương trình Bí mật hạnh phúc. Và chắc hẳn đây là màn mở đầu quyến rũ nhất mà chúng ta từng được xem. Xin mời quý vị đến với khách mời ngày hôm nay. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Đầu tiên cho phép Tiến gửi đến tất cả các bạn xem đài anh Vinh Phương và một lời chúc buổi sáng rất là tốt lành ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Minh Tiến, là biên đạo nhảy của vũ đoàn NK, đồng thời cũng là người sáng lập và là trưởng nhóm của vũ đoàn NK. Vũ đoàn của mình được thành lập bao nhiêu năm rồi Tiến? Dạ, nếu mà nói là thành lập mà đi theo chuyên nghiệp và để có những cái bài biểu diễn mà mình được trả cái gì thì là chắc là khoảng 5 năm. Dạ, còn nếu như mà từ ban đầu mà tụi em thành lập đi nhảy với nhau để mà phát triển thì chắc cũng 90 năm rồi. Cái tên mà NK tụi em là xuất phát từ cái trường cấp 3 mà tụi em học, đó là trường Nguyễn Khuyến. Em còn nhớ cái cát xê đầu tiên mà bọn em được nhận là bao nhiêu không Tiến? Chắc em nhớ là chắc là 50.000 một người. 50.000 một người. Một người. Dạ. Em nhớ là cái ngày hôm đấy là bao nhiêu người đi nhảy không? Em nhớ là cũng là 7 người tụi em, là 6 nữa một mình em. Thì nó là tụi em diễn ở Liên Hoan Phường và mời tụi em diễn. Thì nó giống như là một cái bước khởi đầu mà nhưng mà mình rất là vui. Bởi vì mình chỉ mong là mình được diễn thôi, chứ mình không có mong là mình sẽ nhận được cái xe nó như thế nào. Đến bây giờ thì thành tích của nhóm em mà em cảm thấy tự hào nhất là gì Tiến? Trời, nhóm em bị một cái là thi đâu thua đó. Trời, nhóm em bị một cái là thi đâu thua đó. Nhưng họ lại không có duyên với những cuộc thi. Dạ. Đó là về phạm trù là chuyên môn luôn á, những cuộc thi về chuyên môn. Còn những cuộc thi mang cái tính chất giải trí hơn thì tụi em đã từng quán quân một vài cuộc thi. Rồi bản thân em cũng đã từng top 3 của một cuộc thi. Và các bạn khác cũng đã từng vào top 10. Các chương trình nhỏ. Và các chương trình mang yếu tố giải trí. Thì từ lúc đó tụi em mới nhận ra là tụi em hợp với yếu tố giải trí hơn. Đồng thời tụi em cũng phải trau dồi những cái kỹ thuật, những cái bài vở, những cái gọi là vấp ngã, những cái thua cuộc trong các cuộc thi mang tính chất là nhiều chuyên môn. Dạ, để người ta nhìn vào, người ta không đánh giá nhóm em chỉ mang yếu tố giải trí không, mà còn đánh giá nhóm em là có khả năng học được những điều đấy. Trong khoảng thời gian thi cử đó là em thua các bạn ở mặt chuyên môn rất nhiều, nên tụi em không đạt được thành tích cao.
cái cơ duyên làm em đến với cái nghề làm biên đạo nhảy á là từ hồi trung học rồi. Mà vì sao em phát hiện ra bản thân mình có khả năng đó Tiến? Dạ. Nó giống như là em, chắc là em cãi mẹ quá. Chắc là em cãi mẹ quá. Lúc đấy thì mẹ em cho em tiền để đi học ở cái nhà văn hóa đấy, nhưng mà là học võ. Cái xong rồi cái lớp học võ nó sẽ đối diện với là cái lớp tập nhảy. Thì em đi học chắc được ngày quá. Ngày hôm sau rồi là em đã suy nghĩ trong đầu là chắc chắn là em phải lén học ở cái lớp học nhảy kia rồi. Em nói dối mẹ chắc tầm khoảng 3 tháng đó, thì là em tự lấy cái tiền học võ đó em đi đóng cái tiền học nhảy luôn. Đến một lúc thì mẹ phát hiện là tại sao mà đi học võ mà người mình không bầm bẫy, không có một cái gì gọi là vết chày xước mà trắng hơn. Thì mẹ hỏi thì em nói là em đi học nhảy. Sao mẹ lúc đấy mẹ giận lắm. Nhưng mà đến một lúc mẹ em có đặt cho em, con phải đậu đại học thì con sẽ được tiếp tục cái việc mà con đang theo đuổi. May mắn là em đậu và mẹ em cũng không nói gì luôn. Còn về bố thì mẹ với là bố em đã ly dị nhau từ khi em lớp 1 rồi. Nhưng mà gia đình bên nội và bố em thì mọi thứ cũng hoàn toàn bình thường. Lúc mà em lên đại học thì ba em cũng chưa có biết là em đang theo ngành nhảy múa. Thì đến một lúc mà khi em đã vững rồi về cái việc là em có được cái chi phí tương đối ổn định cho em, thì em mới nói với lại ba em là con đi theo ngành nhảy múa rồi con vẫn học đại học nha. Thì ba em muốn nói là thì bây giờ cứ theo ngành nhảy múa đi, nhưng mà khi đại học xong là phải đi làm. Đến khi đại học xong em lại không đi làm. Và đến lúc đấy cái mức lương của em đã tự tin nói với lại cả dòng họ em sẽ đi theo ngành nhảy múa. Dạ. Thì là về ba mẹ em thì ban đầu gay gắt, nhưng mà bản thân em phải nghĩ trong đầu là mình phải tạo được cái lòng tin, hay mình phải có được những cái gì đấy mà mình khoe với ba mẹ là bằng chứng là con quyết định như vậy là không sai. Thì em nghĩ là không phải riêng em mà các bạn vũ công mà đi theo ngành nghề này các bạn cũng sẽ gặp cái trục trặc giống như vậy. Sao em nghĩ bản thân mình có những cái tố chất nào để làm một cái người biên đạo nhảy được? Ban đầu khi mà em học ấy, nó chưa có hình dung cho em là một cái gì gọi là biên đạo hay là một vũ công. Tại vì lúc đó là em chỉ thích nhảy. Đồng thời lúc đấy là em đang học đại học. Ở trường em cũng lại tiếp tục tổ chức các cuộc văn nghệ. Và cũng tụi em thi tiếp đến năm 3 hay năm 4 đại học là em đã nhận một show diễn như những vũ đoàn chuyên nghiệp mà book tụi em. Làm sao mà mọi người có thể biết đến bọn em và book bọn em hả? Trong khi có rất nhiều các vũ đoàn chuyên nghiệp bây giờ. Dạ, em được nhận những cái show đấy là nhờ người quen. Dạ, đa số là các anh chị học sinh của sinh viên của trường cấp 3 này, rồi của sinh viên của trường đại học. Thì các anh chị biết đến và các anh chị chỉ muốn là book nhóm này diễn thử coi như thế nào. Dạ, rồi ai ngờ tụi em làm quá trời quá đất. Đến bây giờ tụi em có được ngày hôm nay cũng nhờ các anh chị đấy. Và trong cái quãng thời gian khi mà em phải dẫn đầu một cái nhóm nhảy như thế, dạ, có nhiều khó khăn không? Thời gian đầu thì em rất là nhiều khó khăn. Tại vì khó khăn đầu tiên là việc mình sẽ sắp xếp giữa lịch học và lịch đi tập ấy à. Cái thứ hai là không có cái xe, không có tiền bạc ban đầu, cho nên đó cũng là một cái nguồn khó duy trì cho tụi em. Về bản thân em thì cái khó khăn duy nhất đó là mình phải trung hòa các tính cách và các ưu khuyết điểm của các bạn. Và điều đó cũng đồng thời cái việc là bản thân em cũng phải hòa và phải biết sửa những cái khuyết điểm của mình. Thì đó là cái khó khăn lớn nhất khi mà em tạm gọi lúc đấy là một người khởi đầu phong trào nhảy múa, chứ em cũng không dám gọi lúc đấy là mình một trưởng nhóm. Yeah. Tại vì anh thấy những người dancer, những người mà làm nhảy đó thì họ có tính cách khá là mạnh. Dạ, yeah, nghĩ là để mà có thể tổ chức lại một cái nhóm như vậy nó khó khăn hơn. Dạ, yeah, mà gặp tụi em đều như vậy. Dạ, yeah, nên đâm ra là mất thời gian cũng khá lâu để có thể hiểu nhau hơn. Rồi cái việc thành viên ra vào nhóm nó có thường xuyên không em? Ồ, dạ, thường xuyên ạ. Các thành viên đầu tiên của em ra thì em cũng hơi sốc. Cách đây mới có 3 năm thôi, đã đi theo chuyên nghiệp rồi. Lúc đó các bạn đi đâu đấy cũng 10 bạn. Dạ, một con số khá lớn cho một vũ đoàn, stress lắm anh. Và bản thân em đến bây giờ em nhìn nhận lại thì em không thể trách ai được hết. Đầu tiên là mình phải trách bản thân mình. Em nhìn nhận bản thân mình trước. Sau đấy em không hối hận về quá khứ, mà em sẽ tiếp tục sửa cái quá khứ đó cho tương lai, cho những thành viên tốt và những thành viên sau này của em. Nhưng mà em may mắn là đến hiện tại thì cái sự ra vào của nhóm em không còn nhiều như trước đó nữa. 3 năm với bao nhiêu thành viên Tiến? Dạ 24. Khi mà em tuyển những bạn mới vào á, cái tiêu chuẩn nào mà em đặt ra cho thành viên mới của mình? Từ đầu nhóm em không có ý định là mình sẽ phải xây dựng một vũ đoàn đi theo cái hướng gì, model hay là phải cao ráo hay là thế nào. Và đương nhiên trong ngành nghề nghệ thuật bắt buộc ngoại hình là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải có, nhưng mà em không lấy cái đó vịnh vào. Hồi xưa thì cái tính của em nó hay vậy ấy, nên người ta ghét em lắm. Nhưng mà khi mà mình đã trải qua cái việc đấy rồi thì mình phải rút kinh nghiệm. Thì em không đặt mình quá nhiều tiêu chí, em chỉ mong là
khi một bạn nào bước vào NK thì các bạn làm việc cái tâm và các bạn sẽ làm việc hết mình. Chứ còn lại thì em không quan tâm ngoại hình quá nhiều. Còn cái quan tâm lớn nhất của em là bạn vào NK bạn sẽ làm được những gì và bạn sẽ đi theo đường dạy chúng tôi bao lâu, cống hiến và càng sẽ hoạt động nghiêm túc hay không nghiêm túc với nghề. Em có thấy cái việc nhóm nhảy á, nó là một cái ngành nghề nó đào thải rất là sớm không? Tại vì anh nghĩ là đến 30 mấy 40 tuổi đi ha là mình hết làm nghề rồi. Ban đầu em cũng nghĩ giống anh Tuân, em cũng nghĩ chắc là mấy năm hay là mười mấy năm như anh Tuân nói là 30 mấy tuổi là cùng. Nhưng mà em may mắn là em lại được tiếp xúc với lại các anh chị vũ đoàn lớn hơn. Thì các anh chị vũ đoàn ấy có những anh chị rất là lớn rồi. Dạ 35, 40, 40 mấy vẫn có ạ. Vẫn nhảy, vẫn múa, vẫn biên đạo, rất dẻo dai. Và khi lên sân khấu thì không ai đoán được tuổi luôn á. Có thể cái sai lầm khi đoán tuổi của anh là như vậy á. Tại vì anh đoán là mọi người nhìn trẻ quá, chắc tầm 30 là hết cỡ. Tầm 30, ba mấy là hết cỡ rồi. Dạ, mà đôi khi các anh chị lớn hơn luôn anh. Mà các anh chị vẫn tập càng ngày càng giỏi. Em cũng biết có vài anh chị kiểu đoàn cũ của em, họ đã có gia đình, sinh con luôn á. Em nhìn giống như là em đã gặp từ ngày đầu vậy. Nó không thay đổi gì cả mà càng đẹp hơn. Và đặc biệt là người ta yêu nghề. Theo em thì một người làm công việc nhảy múa, họ sẽ bỏ nghề vì lý do gì? Em nghĩ nếu như mà phần lớn mọi người sẽ bỏ nghề hai lý do với em thấy. Một đó là về gia đình. Em nghĩ là đa phần người Việt Nam, ba mẹ luôn muốn con cái mình sẽ có một cái ngành nghề nó ổn định. Mà người ta cứ quan điểm là ngành nghệ thuật sẽ không ổn định. Cái thứ hai đó chính là về việc lương. Thì với ngành nghề của em, các bạn vũ công rất chật vật. Nên là đâm ra em nghĩ là cái việc lương bổng và cái mức cachet phù hợp với lại cái khả năng của các bạn nó bị chênh lệch quá. Dạ, nên đâm ra là có thể là các bạn sẽ mệt mỏi, các bạn sẽ khó khăn. Thì nếu như mà anh không có chi phí thì làm sao anh có thể duy trì được cái việc đấy. Nên em nghĩ hai cái lớn nhất, một là gia đình, hai là về chi phí lương bổng. Thì em cũng hy vọng là ngành nhảy múa ở Việt Nam mình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Các anh chị cũng giống như là các nhà đầu tư sẽ nhìn thấy rõ hơn về cái việc là ngành nghề múa rất quan trọng y như các ngành nghề khác. Và các bạn cũng đổ mồ hôi nước mắt y như các ngành nghề nào. Có nhiều khi những cái góc khuất và những cái mà sau lưng của ánh đèn sân khấu, các bạn có thể nói là rất là cực khổ và không khuất kém như các anh chị nghệ sĩ. Thì em hy vọng là sau này thì Việt Nam mình sẽ chào đón ngành nghề múa càng ngày càng lớn hơn. Các bạn như em cũng giống như các bạn vũ đoàn khác sẽ có được cái môi trường sống tốt hơn. Thì một câu hỏi tế nhị nhé, cái việc lương bổng của bọn em á, nó có cho bọn em một cái cuộc sống đầy đủ không? Trước đây như em nói với anh Tuân là sẽ không bao giờ. Dạ, tại vì mình mới thành lập nên tụi em rất là chật vật. Mà ngành nhảy múa ở Việt Nam mình nó lại chưa quá nhiều phát triển như ở nước ngoài. Có thể là cái môi trường biểu diễn, cái show chậu có, nhưng mà để cọ sát hơn, chuyên nghiệp và cao cấp hơn nữa thì em nghĩ Việt Nam mình các bạn vũ công đang rất cần những môi trường đấy và rất cần. Nên là một đại bộ phận các bạn vũ công khác hết sức mình làm những việc đó và tụi em rất là tôn trọng. Thì cái đó là về cái mặt khó khăn ban đầu khi mà tụi em về cái chi phí cachet. Sau này khi tụi em phát triển hơn thì nó lại đỡ dần hơn. Thì đến bây giờ thì tụi em đang dần lấy lại được cân bằng cái mức sống của mình sau dịch. Còn trước đó thì tụi em gọi là sống dư giả thì chắc là không, nhưng mà đủ sống và có dư nếu như bạn chi tiêu hợp lý thì tụi em hoàn toàn làm được. Đó là về phía của nhóm em nha. Anh thắc mắc là không biết làm sao mình đánh giá được một cái vũ đoàn đấy á, xứng đáng ở một cái mức cachet nào hợp lý, gọi là hợp lý. Dạ, đánh giá cachet thì em không thể đánh giá cachet của các vũ đoàn khác được. Tại vì đây là một vấn đề nhạy cảm. Còn về nhóm em, nó sẽ thuộc về phạm trù chất lượng bài biểu diễn. Bạn sẽ chất lượng như thế nào thì các anh chị khách hàng đó sẽ trả bạn cái mức cachet mà họ nghĩ là hợp lý nhất. Các bạn trong nghề và đặc biệt là em sẽ không đánh giá được. Nó sẽ đánh giá bởi các anh chị mời tụi em biểu diễn. Có bao giờ em nhận được mấy cái mức cachet mà em cảm thấy là không phù hợp với lại sức mình bỏ ra mà em không nhận nó? Dạ đã từng. Dạ chắc chắn là em đã từng. Lúc đấy thì em không tỏ thái độ hay gì hết. Tại vì người ta cho mình cơ hội mình biểu diễn là mình rất là phải trân trọng. Nhưng mà em bỏ là bởi vì các bạn vũ công của em quá cực. Thì em không đủ chi là một trang phục, make up, đi lại, ôi rất là nhiều thứ. Thì khi em chia ra thì nó lại quá thấp. Dạ nên đâm ra là em sẽ không nhận. Điều đó không đồng nghĩa với việc là tụi em không nhận những cái bài biểu diễn mang hướng là hỗ trợ. Tụi em thường xuyên biểu diễn các chương trình từ thiện nè, các chương trình có chi phí thấp
Nhưng mà người ta sẽ nói thẳng đặt vấn đề từ đầu mình là chương trình này là từ thiện, chương trình này là tụi anh không có cách xe, tụi em sẽ nhận được cái gì, hay là chương trình của sinh viên. Dạ, những phong trào đến bây giờ tụi em chi trì và tụi em vẫn diễn. Tại em rất là thích trường lớp, tại đó là môi trường tụi em đi lên. Rồi trong nghề của em thường thì phải đối mặt với những cái cám dỗ nào? Cám dỗ trong nghề á anh? Tại vì anh thấy cái nghề nghệ thuật á, nó dính đến hào quang, đến ngoại hình. Thì nó thường đi liền với những cái cám dỗ. Trời, em cám dỗ ta thôi chứ. Trời, em cám dỗ ta thôi chứ. Ồ vậy hả? Wow. Nó giỡn chứ. Em cám dỗ các bạn vũ công mà em cám dỗ các bạn vũ công có chung đam mê với em. Okay. Còn cái việc nhạy cảm kia thì em nghĩ ngành nghề nào cũng sẽ có, chứ không phải là riêng ngành nghề của em. Nhưng mà hỏi em gặp chưa thì em chưa được gặp, hoặc là họ chưa gặp em. Đùa với anh thôi chứ em cũng chưa có từng gặp trường hợp đấy. Nhưng mà các bạn vũ công của em thì gọi dùng từ cám dỗ thì chắc là không, đưa người ta sẽ để ý. Có những cái hành động nho nhỏ để cho các bạn biết là đó là cái signature, cái dấu hiệu là tôi đang để ý bạn. Dạ, nhưng mà để xa hơn thì là nhóm em, vũ đoàn em là chưa gặp. Và em cũng sẽ rất là cẩn trọng với việc đấy. Dạ. Rồi khi nào em nhảy trên sân khấu á, mà em có những cái sự cố gì mà khán giả họ kiểu họ ồ lên ở bên dưới đây không? Trời, nhiều lắm anh ơi. Em bị cận. Dạ, em đang nói chuyện với anh Tân là em cũng đang đeo len. Em bị cận 3 độ mấy thì đương nhiên nó cũng không nhiều. Nhưng đối với em là một sự quán gà rồi. Thì một kỳ em biểu diễn cho một chương trình diễn backup cho một chị ca sĩ, mà em nhìn sao chị ca sĩ đó là dancer. Em xông thẳng vào và người ta đang đứng giữa mà em không thấy đường. Em nghĩ trời, nó đang đi trước mình kìa, thì mình cứ giống như là một cái gọi là đội hình đó anh. Rồi em đi theo mà nó không di chuyển. Cái em mới la lên sân khấu, di chuyển đi má. Em la lên như vậy luôn mà em không nhớ đó là bạn ca sĩ chứ không phải là vũ công. Cái bạn đang hát cái chết rồi. Nhưng mà cái là cái tâm lý khi mà trên sân khấu luôn, thì các bạn khán giả ngồi dưới thấy em cái khẩu hình em như vậy luôn mà người ta bật cười. Mà em rất là quê. Và khi mà diễn xong đi xuống backstage, đi xuống sân khấu thì kể lại cái câu chuyện đó, trời ơi em quê lắm luôn anh à. Tại vì các bạn ca sĩ nói mày dám nhắc tao đi luôn á, mà trong khi em không thấy đó là ca sĩ, tại vì sân khấu lớn thì nó rất là xa. Dạ, mà khi mà em cần mà em không chịu đeo len lúc mà khi em diễn nữa, bởi vì lúc đấy em bị đau mắt. Dạ, nên em quyết định là em liều mạng, em mở cặp len em ra. Và thế là xảy ra. Là accident lớn nhất mà hài nhất là em gặp phải. Anh biết là sân khấu thì luôn luôn các anh chị hậu đài lau dọn rất là kỹ. Thì đó lại vô tình trở ngại cho tụi em. Đó là sân khấu trơn. Thì các bạn vũ công nữ sẽ phải đi giày cao gót. Và các bạn nam đôi khi mang giày bót cao rồi ấy, thì cái đế nó sẽ trơn. Thì các bạn té trên sân khấu đồ nhiều. Nhưng mà được một cái là tự đứng lên và diễn hết sức mình. Như là sân khấu này là của tôi vậy đó. Em thì không phải chỉ ghi nhóm em mà các đoàn khác sẽ gặp. Rồi đứt nút quần này, rồi quần rách vô số. Thì quê chứ anh, nhưng mà vẫn phải tiếp tục diễn. Dạ, cho nên là đa phần các bạn vũ công luôn có những trang phục bảo hộ phù hợp với màu mà các bạn đi biểu diễn, để tránh những cái trường hợp nhạy cảm nhất có thể. Tại vì thường á, vũ công nữ thường mặc đồ sexy và nhảy những cái vũ đạo cũng sexy. Thì vô tình những bạn trai khác lại dành cái định kiến cho những cái bạn gái đó. Trong vũ đoàn của em có những người bị như thế đúng không? Dạ đúng anh Tuân. Quay lại cái câu hỏi của anh Tuân hỏi em ban đầu là cái trở ngại gì. Mà em nói thì trở ngại đó có gia đình á. Thì các bạn vũ công nữ sẽ là người đối mặt cái đó lớn nhất. Người ta cho rằng vũ công nữ đi biểu diễn. Em xin lỗi nhưng mà người ta cũng hay dùng cái từ hồi xưa gọi là gái nhảy á. Các bạn rất là nhạy cảm và rất là buồn khi nghe ai mà nói mình hai cái từ đấy. Không chỉ riêng khán giả, mọi người, ngay cả gia đình cũng đều trở ngại lớn nhất đó các bạn vũ công nữ. Nhưng mà đó cũng sẽ là cái động lực để cho các bạn vũ công nữ sẽ làm gì, chứng minh gì cho xã hội này thấy rằng tôi đi làm nghề này là một nghề chân chính và không làm gì sai cả. Tôi có thể ăn mặc sexy, ăn mặc gợi cảm nhưng tôi không phản cảm. Và tôi luôn có những cái đồ bảo hộ. Dù tôi có nhảy 10 bài, cả 100 bài, tôi đố bạn có thể nhìn thấy những cái điều nhạy cảm của tôi. Tại vì chắc chắn một điều là tôi đã an toàn. Đến bây giờ người ta vẫn nghĩ các bạn vũ công nữ biểu diễn ở các bar club là những cái ngành nghề không tốt. Và dùng những cái từ như em nói với anh. Nhưng mà nếu như các anh chị đánh giá như vậy, muốn xem các bạn biểu diễn như thế nào, thì mời các anh chị đến quán bar. Em tin chắc 100% các bạn vũ công nữ và các bạn vũ công nam nói chung, khi vào một cái môi trường nhảy múa là tụi em làm việc nghiêm túc,
và không phản cảm, không làm gì sai, nên tụi em càng ngày càng tự tin hơn với điều đấy. Nếu mà tất cả mọi thứ đều đang tốt như vậy thì cái dự tính cho tương lai của em là gì? Ước mơ lớn nhất của em là em lập một công ty riêng cho bản thân mình. Nó sẽ liên quan đến lại cái ngành nghề mà em đang học ở đại học. Khi mà học ở đại học là em học ngành quản trị kinh doanh quốc tế, chuyên ngành marketing. Thì em vẫn muốn sau này em vẫn sẽ có một cái riêng để em lấy những cái em đã học ở trường lớp áp dụng vào. Còn sau này mình có phát triển được hay không đó là tương lai. Nhưng mà em rất là đam mê về communication, entertainment, những cái việc liên quan tới advertising. Thì đó là cũng những cái mà em đang học. Em nghĩ là em phù hợp và có khả năng về nó. Thì trong cái công ty đấy nó sẽ cũng phải bao gồm cả việc nhảy múa của tụi em thôi. Nên em sẽ vừa duy trì được cái đam mê của mình, có cái riêng mà mình đã không bỏ công học ở trường đại học. Mặc dù ở trường đại học đến bây giờ em cũng chưa lấy bằng. Chắc bây giờ trường đang rất là buồn em lắm. Đối với em, việc học nó không phải là việc em lấy cái bằng ra để em khè thiên hạ, mà là em sẽ học cái gì ở trường. Như thế là cái điều khiến cho ba mẹ em tự hào nhất, chứ không nhất thiết là một tấm bằng về đưa cho gia đình. Rồi cái việc mà định mở công ty của em á, thì em có sắp làm được chưa hay là mình chỉ suy nghĩ về nó thôi? Ý định này của em là 2 năm về trước rồi. Và cái lớn nhất để mình có đó là vốn á anh. Thì em may mắn đến bây giờ thì em đã có được một khoản để em có thể tự tin. Sớm nhất là sau khi qua sinh nhật của em, còn trễ nhất là sang năm. Rồi em nghĩ cái tiêu chí gì dành cho các bạn mà thích cái nghề nhảy này và muốn hoạt động nó một cách chuyên nghiệp, những cái tiêu chí mà các bạn cần có là gì? Đầu tiên là lòng tin trước. Các bạn phải tin các bạn sẽ làm được. Các bạn phải tin là các bạn sẽ đối đầu được những cái khó khăn các bạn gặp, những định kiến xã hội, những cái mức lương hoặc là những khó khăn. Bạn phải tin. Chỉ cần bạn tin thì bạn sẽ làm được. Còn lại trong cái quá trình đó, bắt buộc ngành nghề nào cũng vậy, bạn phải rèn luyện nó, trau dồi nó. Và không được gọi là nản chí. Tại vì một khi mà anh nản một cái là không làm được gì đâu ạ. Tại vì từ ban đầu tập luyện nó rất là khó khăn. Ngay cả bản thân em và nhóm em, các bạn cũng hàng ngày rèn luyện chuyện đó mà. Đừng nói chi là các bạn mới vào. Anh cảm ơn Tiến vì dạ. đã đến với Bí mật Hạnh phúc ngày hôm nay và chia sẻ được rất là nhiều câu chuyện ở trong nghề. Dạ. Và truyền được động lực cho những bạn mà muốn đi theo nghề. Và hy vọng là tất cả mọi người khi lắng nghe chia sẻ của Tiến thì cũng có được những cái kinh nghiệm để dắt túi trước khi quyết định bước vào ngành nghề này. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn tôi rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tập Bí mật Hạnh phúc ngày hôm nay.